Rồi, hello anh em nha. Sau một thời gian dài cháy hàng, hôm nay mình đã về hàng lại nha anh em. Thớt đài 6 bi nhập khẩu nha, dành cho anh em chơi cái dòng xe là quay rim có đài nha anh em. Đây là thớt đài 6 bi. Thì thớt một cái thớt đài nguyên bản thì nó chỉ có 3 bi thôi, còn cái thớt đài này là tới 6 bi. Nó sẽ làm tăng cái độ bắt của những cái chiếc xe. Khi mình đài mà cứ nó bị chồm á, nó cứ kêu rẹt 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 mà nó không ăn, là do cái diện tích tiếp xúc 3 bi thì nó sẽ ít hơn là diện tích tiếp xúc của 6 bi. Với lại đặc biệt là những cái xe mà làm 54 rồi làm trái làm dên này kia thì đề nó mau bị khờn bi. Thì gia vụ này 6 bi thì nó sẽ chia cái lực tiều ra 6 viên bi, là nó đề rất là ok nha anh em. Và cái này là cái thất đề của mình á, là thất đề lò xo nha anh em. Đó, thất đề lò xo. Nó là nó đẩy bằng lò xo, nó sẽ cho cái độ ổn định hơn là những cái loại thất đài 6 bi khác trên thị trường, là nó chỉ xài bằng cái con nảy của cái lá thép, nó rất dễ bị gãy. Lò xo thì nó sẽ có cho độ ổn định cao hơn nè. Đó, anh em thấy không? Đó, một cái thất đài 6 bi như thế này mình bán cho anh em giá là chỉ có 100.000 một cái, và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn nha. Đó, cái thất đài này nó thiết kế á, rất là hay nha anh em. Có nghĩa là sẽ xài được ốc con 6 ly là hướng ở ngoài bắc vô. Còn đối với những cái chiếc xe mà xài vô lăng Trung Quốc thì có hướng là nó ở trong vô lăng bắc ngược ra thì sẽ xài ốc lục giác 8 ly. Đó. Là người ta làm răng sẵn để xài ren ốc 8 ly luôn. Cũng như là những cái xe mà bắt từ trong vô lăng bắc ngược ra siết vô thất đài thì xài lục giác 8 ly vẫn xài được. Và những cái dòng xe Nhật thì đa số là sẽ xài ốc đầu dù vít ba ke 6 ly bắt vô vô lăng vẫn được đó. 2 trong 1 nha anh em. Đó, không kén chọn gì hết. Hàng này xài rất là ok nha. Mình bán cho anh em giá chỉ có 100.000 một cái, và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em nha.